Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến. Thành thử, người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Suy niệm. Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta việc Chúa Giêsu và các môn đệ trở về nhà và dân chúng đông đảo đổ xô tới với Chúa Giêsu, làm cho Chúa Giêsu không có thời gian dùng bữa. Chúng ta hãy nhớ lại sau này, sau khi Chúa Giêsu sai nhóm 12 đi rao giảng và trừ quỷ, các ông trở về tụ họp xung quanh Chúa Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Chi tiết này cho chúng ta thấy, đó là con người của chúng ta thường vì mình mà không nghĩ đến người khác, không để người khác có thời gian để dùng bữa. Chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn luôn vì người khác. Chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi sống vì Chúa, sống vì anh em của mình. Nói như Chúa Giêsu đã từng nói, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Xin cho mọi người Kitô hữu biết sống tinh thần hy sinh phục vụ, luôn hết lòng chia sẻ giúp đỡ người bên cạnh mình.